Bà bầu ăn mướp đắng có lợi hay có hại? Với một hương vị rất đặc trưng, mướp đắng không chỉ là thực phẩm được ưa chuộng mà còn được sử dụng rộng rãi khắp vùng Đông Nam Á như một vị thuốc. Nhưng với các bà bầu, liệu mướp đắng có phải là một món ăn tuyệt hảo? Thứ nhất, chúng ta cùng phân tích lợi ích của mướp đắng. Thứ nhất là thành phần folate cao, là một trong những chất dinh dưỡng cực kỳ quan trọng trong thai kỳ. Folate có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Mướp đắng chứa hàm lượng folate khá cao, chiếm 25% nhu cầu folate mỗi ngày của mẹ bầu. Thứ hai là ngăn ngừa táo bón và trĩ. Khi mang thai không ít thì nhiều, mẹ bầu phải gánh những khó chịu do táo bón và trĩ mang lại. Là một loại rau củ với lượng chất xơ dồi dào trong mướp đắng đủ để đáp ứng nhu cầu và giúp cho mẹ giảm bớt những nỗi lo về hai triệu chứng khó chịu trên. Thứ ba là hạn chế tiểu đường thai kỳ. Mướp đắng chứa charatin, khoáng chất có tác dụng ngăn ngừa tiểu đường hiệu quả, không chỉ đối với tiểu đường thai kỳ. Những người bị tiểu đường mãn tính cũng khuyên nên sử dụng mướp đắng vào thực đơn hàng ngày của mình để ổn định đường huyết. Thứ tư là tăng cường hệ miễn dịch. Phụ nữ mang thai có hệ miễn dịch suy yếu, dễ trở thành đối tượng tấn công của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Bổ sung vitamin C khi mang thai giúp cho mẹ bầu tăng cường hệ miễn dịch, đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương của cơ thể. Ngoài ra, vitamin C còn giúp tăng khả năng hấp thụ sắt và canxi một cách hiệu quả. Chứa nhiều vitamin C, mướp đắng đáp ứng 50% nhu cầu vitamin C mỗi ngày của bà bầu. Thứ năm là giá trị dinh dưỡng cao. Ngoài các dưỡng chất kể trên, mướp đắng còn rất nhiều vitamin và khoáng chất khác như kẽm, mangan, kali, sắt. Tất cả đều là các loại vitamin và khoáng chất quan trọng cho mẹ và bé trong thời gian phát triển. Thứ hai, chúng ta cùng phân tích những cái hại khi chúng ta ăn mướp đắng. Tuy mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, nhưng nếu có ý định ăn mướp đắng khi mang thai, mẹ bầu phải hết sức cẩn thận. Những tác dụng phụ kèm theo cũng không nhỏ đâu các mẹ ạ. Thứ nhất là ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Theo nghiên cứu, việc ăn quá nhiều mướp đắng là nguyên nhân gây nên các vấn đề về hệ tiêu hóa như đầy hơi, đau bụng và ợ nóng, toàn những triệu chứng khiến mẹ bầu phải nhíu mày khi nghe thấy tên. Thứ hai là gây ngộ độc. Mướp đắng có các thành phần gây ngộ độc cao như quinine, saponic glycoside và morodicine. Khi thấm vào cơ thể, các chất này có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc như nôn ói, mờ mắt, nổi mẩn đỏ và tiêu chảy. Ngoài ra, trong hạt mướp đắng có chứa vicine, độc tính có khả năng gây nhức đầu, đau thắt bụng, thậm chí dẫn tới hôn mê đối với những mẹ bầu nhạy cảm. Thứ ba là nguy cơ sảy thai và sinh non. Ăn mướp đắng khi mang thai cũng có thể gây ra những cơn co thắt tử cung, có thể dẫn đến việc sinh con trước thời hạn. Mẹ bầu không cần cố gắng thêm mướp đắng vào thực đơn của mình, nhất là khi chưa từng thử loại thực phẩm này. Những người lần đầu ăn mướp đắng có thể gặp phải những triệu chứng không mong muốn như đau bụng, đau dạ dày. Có rất nhiều thực phẩm khác vừa an toàn, vừa đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho mẹ, có thể dùng thay cho mướp đắng trong thai kỳ.